có những cảm giác chỉ khi trưởng thành rồi bạn mới thấu. Trưởng thành đôi khi không tính bằng số tuổi, mà qua những trải nghiệm của bạn trên hành trình trưởng thành ấy, rốt cuộc bạn đã trải qua những cảm giác nào. Một, khi bước vào thế giới của người lớn, tôi cảm thấy thời gian đang dần chạy đuổi, tôi không còn thích cảm giác nhắn tin trò chuyện suốt cả ngày. Thay vì đoán cảm xúc của nhau qua màn hình điện thoại trống rỗng, tôi thích được gặp gỡ trực tiếp hơn. Hai, người thân là điều quan trọng nhất hãy nhẫn nại và cố gắng yêu thương bố mẹ nhiều hơn bạn càng lớn thì bố mẹ càng già đi thời gian vốn dĩ chẳng bao giờ dừng lại để đợi chờ một ai cả ba chỉ khi trải qua những va vấp những biến cố tôi mới hiểu rằng đó là điều tất yếu ai cũng cần đi ngang trước khi lên bến tàu trưởng thành đi sóng gió đã qua người trưởng thành biết đâu là điều mình cần đâu là những điều xứng đáng phải buông bỏ bốn quan tâm cảm giác của bản thân hơn là chăm chăm để ý đến việc người khác đang soi mói điều gì về mình cách nghĩ của mình quan trọng hơn đón ý lấy lòng người khác đôi khi những gì họ lưu tâm đến bạn không như bạn tưởng tượng. Năm, cuộc sống tựa như một bức tranh được tô vẽ bởi chính bạn. Bạn họa nét mực tự sáng thì bức tranh sẽ rực rỡ, bạn vẽ nét ngoạch ngoạc thì mọi thứ bất chợt trở nên lộn xộn, mệt mỏi, bởi vì cuộc đời bạn là do bạn tự quyết định. 6. Không nhất thiết phải vội vàng kết hôn khi bạn chưa thật sự sẵn sàng. Hôn nhân vốn dĩ là chuyện cả đời. Trước khi làm vợ, làm mẹ thì hãy cứ là chính mình đã. Đừng bao giờ nhắm mắt chọn bừa bạn đời chỉ vì những lời dục dã xung quanh. 7. Khi còn bé, ai cũng mong mình lớn thật nhanh, nhưng đến khi lớn lên rồi lại muốn có tấm vé khứ hồi quay ngược thời gian, chúng ta trưởng thành nhanh đến nỗi, có khi chưa kịp thích nghi đã mang đầy vết tích của rông gió cuộc đời. 8. Lần đầu tiên xa nhà là lần đầu thấu hiểu một cách rõ rệt cảm giác cô đơn tột cùng giữa thành phố rộng lớn, con người ta thường tự mạnh mẽ khi cô đơn, có lẽ ai cũng từng trải qua cảm giác ấy trong đời. 9. Chúng ta luôn dễ hâm mộ hạnh phúc của người khác, nhưng đến một lúc nào đó, ngoái đầu nhìn lại bạn nhận ra, cuộc sống của bạn cũng được người khác ngưỡng mộ, chúng ta đều có được hạnh phúc riêng, chỉ cần bạn dừng lại một chút, cảm nhận và thấu hiểu. 10. Dù trong mối quan hệ đời thường hay tình yêu, nếu người ta muốn bên cạnh bạn thì tự khắc sẽ tìm cách, còn đã không muốn thì có muôn vàn lý do. Đừng bao giờ xem sự quan tâm của người khác là điều hiển nhiên, vì chẳng ai đứng yên một chỗ chờ đợi người không thuộc về. Cảm giác ấy cũng là một loại tiếc nuối của tuổi trẻ.